Ngày nay thì để nói về tiêu chuẩn của một rich kid thực thụ, hãy cứ nhìn vào nơi ở, trường học, xe cộ và mớ đồ hiệu bóng lộn sặc mùi tiền trên người họ. Còn nếu đó là khoảng một thế kỷ trước, thì tin tôi đi, mọi tiêu chuẩn ngậm thìa vàng đều chỉ được gói gọn trong một cái danh xưng mỹ miều gồm vỏn vẹn có bốn chữ, công tử Bạc Liêu mà thôi. Đúng vậy, đã từ lâu rồi, trong dân gian vẫn truyền miệng câu thành ngữ, công tử Bạc Liêu, để chỉ cái lối sống phong lưu phóng túng của đại điền chủ giàu có ở vùng đất Nam Bộ dưới thời thực dân, phong kiến. Và nhân vật làm nên linh hồn cho giai thoại công tử Bạc Liêu đó chính là Trần Trinh Huy. Tên thật thì là Trần Trinh Quy, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1900 tại làng Vĩnh Hưng, quận Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Dầu nứt đố đổ vách là như vậy, thế nhưng cuộc sống vốn tồn tại muôn vàn trắc trở khó lường. Và chuyện đời của công tử Bạc Liêu càng về khúc cuối, hóa ra lại càng thấm đẫm nỗi niềm chát chúa. Trong video ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng Taka tìm hiểu. Công tử Bạc Liêu tiêu phóng túng, phá sập cơ ngơi ba đời gây dựng và cái kết đời đầy chát chúa. Đầu tiên thì hãy cùng mình tìm hiểu sơ qua về tiểu sử của vị công tử đốt tiền không biết khét. Công tử Bạc Liêu, tên thật là Trần Trinh Huy hay còn được gọi là cậu ba, Hắc Công Tử, là một con người với rất nhiều giai thoại và đến nay người ta vẫn chưa biết chính xác ông giàu cỡ nào. Chỉ biết rằng trong dân gian vẫn truyền miệng không ngớt về việc ông đã tiêu 5 tấn vàng trong suốt cả cuộc đời của mình. Nói đi thì cũng phải nói lại, nhà bạn giàu bạn ăn chơi thong thả, nhà tôi nghèo tôi vất vả quanh năm. Lọt lòng thì đã ngậm thìa vàng nên công tử Bạc Liêu có không muốn tiêu hoang thì cũng chẳng được. Đúng vậy, ông Trần Trinh Trạch, bố của công tử Bạc Liêu, được biết đến là người đàn ông có tài trí cần cù. Từ một người có xuất thân nghèo khó, ông đã gây dựng được cả cơ ngơi khổng lồ và danh tiếng cho gia tộc Trần Trinh. Nhờ đi học hộ cho cậu ấm của một gia đình địa chủ quốc tịch Pháp, ông rất là thành thạo tiếng Tây. Sau khi trưởng thành, ông xin làm thư ký ở tòa bố tỉnh Bạc Liêu. Tại đây, Trinh Trạch có cơ duyên gặp bá hộ Phan Văn Bì, một trong những người giàu nhất nhì vùng thời bấy giờ. Nhờ tận tình giúp đỡ, ông đã nhanh chóng lấy được lòng bá hộ giàu có này, sau còn được gả cả con gái và đưa hầu hết gia sản cho. Các bạn thì có thể cho rằng ông Trinh Trạch là một trạn vương đích thực, sống với phương trầm, sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà ngoại cũng được. Thế nhưng mà trong thực tế, không thể nào phủ nhận cụ Trinh Trạch là một người rất có tài mưu lược. Với những hiểu biết uyên thâm của mình, ông đã sử dụng những ruộng đất mà bố vợ cho như là một nguồn vốn để mở rộng nhiều hơn nữa. Cứ thế khi đã có nhiều tiền bạc rồi, ông lại tiếp tục đầu tư sang lĩnh vực làm muối, tiếp đến là kinh doanh nhà cửa đất đai và cuối cùng là ngân hàng. Dù là ngành nào, ông cũng nhanh chóng chiếm lĩnh và chi phối cả ngành đó. Nhờ vậy mà sau này, Trần Trinh Trạch được xếp hạng đại phú bậc nhất miền Nam. Lúc đỉnh cao nhất, ông nắm trong tay 74 sở điền với 110.000 hectare đất trồng lúa và gần 100.000 hectare ruộng muối. Về phần cậu con trai công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy cũng được ông bố đầu tư không biết bao nhiêu tiền của về đường ăn học. Và sau 3 năm du học bên Pháp mà thực chất chỉ có ăn chơi là chủ yếu mà thôi. Đến tháng 8 năm 1930, Trần Trinh Huy trở về nước bằng tàu thủy. Ông Trinh Trạch hay tin đã dày công tổ chức một cuộc đón giữa con rình rang có 102 thời bấy giờ, với những phương tiện và nghi thức như bậc vương giả vậy. Thế nhưng khi cha mẹ gặng hỏi cậu con quý tử về những bằng đại học cậu đã đạt được là bằng kỹ sư hay bằng luật sư, thì cậu ba chỉ cười khoái chí rồi khoe ra cả đống giấy tờ học lái máy bay, học lái xe nhảy đầm, tango. Bắt đầu từ đây, giới ăn chơi Nam Kỳ biết đến một công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy và những giai thoại đốt tiền khét lẹt có 102. Vậy thì công tử Bạc Liêu giàu cỡ nào? Đó chắc chắn là những thắc mắc của nhiều người khi nói đến công tử Bạc Liêu. Giàu đến mức mua máy bay đi thăm ruộng rồi bay tuốt qua Thái Lan chơi, mua xe Huê Kỳ cùng đời với vua Bảo Đại, hay là tổ chức cả một cuộc thi sắc đẹp, đốt tiền để cưa mỹ nhân. Tất tần tật, tua từng tuột, chẳng có sự vụ gì mà công tử chưa từng thẩm qua. Lại nói là tuy thằng con quý tử ngang ngạnh và học hành không đến nơi đến chốn, nhưng mà ông cụ Trạch vẫn rất mực cưng chiều. Không những vậy, ông còn giao cho ba Huy việc trông coi điền sản, cho phép cậu ba đi vào các sở điền bằng xe hơi hoặc cano. Việc này là một sự kiện đặc biệt. Bà Huy đi đến đầu, tá điền ùn ùn kéo đến xem, vì cả đời họ chưa từng được nhìn thấy xe hơi, cano bao giờ. Đi đòi nợ các tỉnh thì bà Huy dùng chiếc Ford Vedette. Còn khi mà đi chơi, ông có chiếc Peugeot thể thao sản xuất năm 1922. Theo thông tin ghi chép lại, loại xe đó cả miền Nam kia ấy chỉ có 2 chiếc. Một chiếc thuộc quyền sở hữu của Hắc Công Tử, còn chiếc kia chính là của vua Bảo Đại. Nhiều đó thì đủ hiểu cậu bà Huy oai đến cỡ nào rồi phải không?
Thế nhưng nhiều đó mới chỉ là mở màn mà thôi. Thừa tiền quá còn phải thuê cả người Pháp điều hành gia sản giúp mình. Đúng là chỉ có công tử Bạc Liêu mới đủ tầm. Đúng vậy, cậu Ba Huy có thuê một người Pháp làm công cho mình. Đó thì là ông Henry, chồng bà Tư Nhớt, một người trong gia tộc Trần Trình. Ông này làm quản lý, điều hành gia sản cho ông cụ Trinh Trạch và hoàn toàn nằm dưới quyền của cậu Ba Huy. Theo hợp đồng, quản lý được hưởng 10% trên tổng số lợi tức thu được hàng năm. Nhận thấy độ thơm béo từ kèo làm ăn này, ông Henry tức tốc rời bỏ mẫu quốc qua làm bướn cho bên nhà vợ. Và phải mãi đến tháng 4 năm 1975 mới chịu quay trở lại về Pháp. Người Việt đầu tiên sở hữu máy bay, còn ai trong khoai đất này ngoài công tử Bạc Liêu? Cứ ngỡ là đụng hàng xế hộp với vua Bảo Đại đã là sang xịn mịn lắm rồi. Ai ngờ hắc công tử còn chơi ngông đến độ đầu tư hẳn một con chim sắt khổng lồ. Mà cũng có phải để làm công to việc lớn gì cho cam. Chiếc máy bay được cậu Ba Huy sắm về chỉ với một mục đích duy nhất là đi thăm ruộng mà thôi. Tương tự như chiếc ô tô Ford Vedette, lúc ấy cả Việt Nam chỉ có hai chiếc máy bay thuộc quyền sở hữu của công tử Bạc Liêu và vua Bảo Đại mà thôi. Thế nhưng cậu Ba Huy được ghi nhận là người có máy bay trước, và càng đáng trầm trồ hơn khi toàn bộ tiền sắm máy bay đều là gia tộc Trần Trinh bỏ tiền tươi thấp thật ra mua. Trong khi đó, chiếc máy bay của vua Bảo Đại có chăng chỉ là mua từ tiền ngân khố quốc gia mà thôi. Trong một lần bay qua thăm điền Rạch Giá, công tử Bạc Liêu hứng chí tranh lái với phi công Pháp, bay ra hẳn biển Hà Tiên mà chơi. Cứ bay mải miết cho đến khi kim báo xăng không còn nhiên liệu, buộc lòng hoắc công tử phải đáp khẩn cấp. Xuống đất rồi, cậu Ba Huy mới hoảng hốt biết mình đã bay lọt sang tận nước Xiêm, tức là Thái Lan. Và thế là Trần Trinh Huy bị nhà nước Xiêm bắt giữ và phạt 200.000 dạ lúa. Ông cụ Trinh Trạch hay tin phải tức tốc chở một đoàn ghe chở lúa thật là dài qua tận Xiêm để chuộc quý tử về. Còn với chả cái, ngang tàng đến như thế là cùng. Cuộc chiến đốt tiền nấu chè giữa hai phe hắc bạch công tử nhằm chiếm lĩnh được trái tim của người đẹp. Hắc công tử thì ai cũng biết giàu có cỡ nào rồi, thế còn bạch công tử thì sao? Cậu ta là Lê Công Phước hay còn gọi là Do Phước, con trai của đốc phủ Lê Công Sủng, người ở làng Điều Hòa, tỉnh Mỹ Tho. Phước thì cũng là một tay chơi nổi tiếng khi đó, da trắng nên được gọi là bạch công tử để phân biệt với cậu Ba Huy. Theo ghi chép thì khi đó cả hai người đang trên đường chinh phục trái tim của cô Ba Trà. Dẫu rằng hắc công tử lúc đó đã có trong tay vợ con đề huề và cả tá người đẹp vây quanh, bạch công tử mới khởi xướng trước, liền mới nói: "Bây giờ nếu mà toa ngon, toa với mòa, mỗi người một ký đậu xanh, lấy tiền mà nấu, ai sôi trước người đó thắng." Hắc công tử thì vốn ăn chơi không sợ mưa rơi nên nhận ngay lời thách đấu mà chẳng cần nghĩ suy. Nơi diễn ra của so tài ăn chơi là trước sảnh nhà công tử Ba Huy. Hôm đó hắc công tử cho trải thảm đỏ từ ngoài cổng vào tận thềm nhà, cứ mỗi thước cho một gia nhân đứng cầm đuốc soi đường nghênh đón phái đoàn của bạch công tử đến tỉ thí đốt tiền nấu đậu xanh. Lại nói lửa của tiền giấy khi đốt cháy thì rất là kém nhiệt, chỉ cháy nhỏ, vì thế họ nấu chè rất là lâu trong sự chứng kiến đầy căng thẳng của rất nhiều người. Chán ai cũng dịn mồ hôi hột, nhất là những người trong gia đình họ Trần. Cuối cùng nồi chè bạch công tử sôi trước, hắc công tử đành thua cuộc. Thế nhưng Ba Huy tuyên bố rằng cậu ta thua trong danh dự. Người xưa kể lại, do là người chủ động đề xuất cuộc thi, bạch công tử đã nghiên cứu và đốt thử trước nên biết rằng tờ giấy bạc 10 đồng Đông Dương tuy nhỏ nhưng mà cháy nhanh và tỏa nhiệt nhiều. Vì vậy ông chuẩn bị toàn tờ 10 đồng để mà thi nấu đậu xanh. Trong khi đó hắc công tử toàn đốt những tờ giấy bạc có mệnh giá lớn, từ 50 đến 100 đồng Đông Dương. Vì ông nghĩ tờ giấy lớn sẽ cháy lửa lớn, nồi chè thì mau sôi. Thế nên sau cùng hắc công tử thua mà không biết vì sao mình thua. Theo nhiều người tính toán, để nấu sôi được nồi chè có 1kg đậu xanh, trong thời gian gần 1 giờ, mỗi công tử đã đốt gần 100 tờ giấy bạc. Nếu hắc công tử đã đốt toàn giấy 50 đồng trở lên, thì chí ít ông cũng phải đốt 5.000 đồng Đông Dương. Số tiền có thể mua được 3.000 dạ lúa lúc đó, tương đương với khoảng 300 triệu đồng ngày nay. Cuối cùng thì đó là những ngày cuối đời đắng ngắt của hắc công tử đào hoa nhất xứ Nam Kỳ, tiền mất tình tàn. Chinh phục của ca sĩ trẻ thất bại đã tạo công tử Bạc Liêu cú sốc nặng về mặt tinh thần. Trước đây khi thích một cô gái nào, hắc công tử đều tìm mọi cách thu phục cho bằng được. Giờ đây không có được khiến cho công tử rơi vào trạng thái trầm uất. Bệnh thận lâu nay trong người có cơ hội vùng lên tái phát dữ dội. Cùng lúc đó đứa con gái đầu Trần Thị Lưỡng đưa quan tài mẹ là bà Ngô Thị Đen từ Pháp về Bạc Liêu chôn cất. Ông phải trở về làm chủ tang. Sau khi chôn cất vợ xong, ông nhanh chóng lên Sài Gòn tiếp tục nhập viện.
Từ lúc ấy cho đến khi qua đời hơn một năm trời, công tử Bạc Liêu sống trong bệnh viện. Trong khi đó, những con cháu ông tiếp tục truyền thống của ông, đắm chìm trong cái thói ăn chơi sa đọa. Gia sản của ông cũng vì thế mà ngày càng cạn kiệt. Ngày 13 tháng 1 năm 1974, công tử Bạc Liêu chút hơi thở cuối cùng, chấm dứt chuỗi ngày dòng chơi của một công tử hào hoa nhất vùng Nam Kỳ Lục tỉnh. Ai rồi cũng có một thời vàng son, có những dĩ vãng, những giai thoại để đời. Và đối với công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy thì đó chỉ toàn là những giai thoại đốt tiền ăn chơi, cũng như ái tình ong bướm mà thôi. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.